Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Ở tại Mỹ này, cái khoảng cách giàu nghèo rất là xa. Giàu thì giàu khủng khiếp, mà có những người nghèo homeless thê thảm luôn. Và cái tình trạng đó xảy ra ở California, nhất là hiện nay San Francisco, Los Angeles đang còn phải đương đầu với cái tình trạng người vô gia cư đang tìm kiếm những địa điểm có thể xây dựng nhà cho họ ở được. Thế nhưng một tấm lòng tốt, tại sao nước Mỹ lại có những người làm từ thiện nhiều nhất và lớn nhất trên thế giới? Một ông tỷ phú bỏ hết tài sản của mình chỉ để lại ít cho con cái thôi, bao nhiêu chục tỷ đổ dồn hết để làm từ thiện và nghiên cứu những cái việc hỗ trợ cho người bệnh. Ngày hôm nay, trường đại học UCLA vừa nhận được số tiền lên đến 20 triệu Mỹ Kim. Và điểm đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của trường, người tặng tiền này là ông bà Jennifer và Matthew Harris, lại muốn trường lập ra một phân khoa mang tên là Viện Nhân Ái Bedari của UCLA. Viện Nhân Ái, lạ ghê không? Mà cái phân khoa này từ xưa giờ UCLA chưa có. Họ có cái phân khoa gọi là Humanity, học về cái con người, nhân chủng học hay đại khái như thế. Thế nhưng ông bà này nói rằng không, tôi muốn làm thế nào để trường có thể đào tạo ra các sinh viên mà họ đi làm chuyện việc thiện thôi, mà thực sự đó là muốn làm việc thiện và tạo thành những con người tốt. Cho nên cái 20 triệu Mỹ Kim này UCLA cho biết hoàn toàn tập trung vào việc nghiên cứu để tìm hiểu xem có cách nào để giúp cho những người trẻ khi mà họ vào từ lúc mà lớn lên bắt đầu đi học cho đến khi ra trường đó, thì các em sẽ tập trung làm việc thiện nhiều hơn. Ông bà Harris muốn biến cái cuộc nghiên cứu thành cái chuyện thực hành, chứ không chỉ là nghiên cứu mà thôi. Và cái viện nghiên cứu này chỉ nhắm hoàn toàn vào việc làm thế nào để một con người làm việc thiện nhiều hơn. Và cái điều đó rất là tốt đẹp trong cái xã hội ngày nay, mà hàng ngày chúng ta nghe biết bao nhiêu chuyện giết người rất là tội nghiệp. Chẳng hạn như hồi nãy chúng tôi đề cập đến việc một ông bố tranh chấp với người vợ và giết luôn cả đứa con của mình. Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, hiện nay ở tại San Francisco đang diễn ra một cái phiên tòa cho một cái vụ sát nhân mà khiến cho người dân cộng đồng ở khu vực này họ rất là quan tâm, là bởi vì người phụ nữ mà bị cáo buộc là giết người bạn trai này, cô ta rất là giàu, thưa quý vị. Cái tiền bail bond đó là lên đến 35 triệu, vậy mà cô ta đóng tiền để được tại ngoại hôn cha. Dạ vâng. Và cái phiên tòa này diễn ra là từ năm 2016 đến bây giờ. Thì đây là Tiffany Lee, gốc người Trung Quốc, thưa quý vị. Rồi người đàn ông mà bên phải đó, gốc bên phải quý vị, có hình xăm ở cái cổ đó, anh ta là bạn trai của cô Lee này, là KV Bayat. Rồi người ở giữa đó là người bạn của ông Bayat này, được thuê để mà thủ tiêu cái xác sau khi mà Tiffany Lee và KV giết chết người bạn trai cũ của cô ta. Bạn trai cũ của Lee? Dạ đúng rồi, bạn trai cũ, nạn nhân tên là Kenneth Green, thưa quý vị, nó hơi lộn xộn một chút xíu. Rất nhiều nhân vật trong, dạ, cái tin của Thảo Yên. Cái vấn đề ở đây là vào tháng 4 năm 2016, thưa quý vị, cảnh sát tìm thấy xác của anh Kenneth Green đã bị thối rữa, chứng tỏ anh bị giết một quãng thời gian rồi. Và sau khi mà điều tra thì dẫn họ đến Tiffany Lee và Kevin Bayard, là bởi vì anh Kenneth Green này ảnh đang tranh chấp quyền nuôi hai đứa con gái với cô Tiffany Lee. Họ là bạn trai bạn gái nhưng mà có hai đứa con gái chung. Cái vấn đề tranh chấp ở đây đó là theo như phía công tố họ nói rằng, bởi vì Kenneth Green
cứ vòi vĩnh tiền của cô Tiffany Lee, bởi vì cô này cô quá giàu thôi quý vị. Cô ở cả một căn mansion ở trên núi ở khu vực San Francisco, và anh này, anh Kenneth Green á, ảnh ở chung với cô này khoảng đâu được 2 năm thì họ chia tay. Và cô này cũng muốn lấy quyền nuôi dưỡng hai đứa con. Và anh Green thì anh cứ không chịu đưa quyền nuôi dưỡng, mà anh cứ muốn lấy tiền. Cho nên đến một ngày thì đây là phía lời công tố họ nói, cô này cổ dụ anh Green đến cái mansion để bàn bạc về cái việc mà nuôi giữ con cái. Và ở đây thì người bạn trai hiện nay của cô đó là KV Bayard có mặt và đã siết cổ anh Green cho đến chết. Và sau đó thì Lee và Bayard mướn cái ông Oliver Adela này để mà ổng tìm cách phi tang cái xác của anh Green. Thì đó là phía lời công tố viên. Và công tố thì họ tìm thấy được cái dữ liệu từ cell phone của anh Green là trước khi chết, cái địa điểm cuối cùng là ở trong nhà của cô Lee. Và họ tìm thấy được 35.000 tiền mặt cũng như cái đồng hồ Rolex của anh Green ở trong căn apartment của Oliver Adela, là cái tên mà đi thủ tiêu cái xác đó. Và thưa quý vị, Adela nhận tội và muốn tội. Dạ vâng, muốn chuyển thành nhân chứng cho phía công tố. Wow. Và cái lời để khai được giảm án. Dạ đúng rồi. Thì lúc đầu đáng lý ra là được như vậy, nhưng mà chỉ một ngày trước khi mà phiên tòa diễn ra thì Adela lại bị truy tố cái tội là tìm cách quấy nhiễu những nhân chứng khác ở trong cái vụ án này. Thế cho nên cái tư cách làm nhân chứng của anh ta đã hoàn toàn bị hủy bỏ và cái lời khai của anh ta không được tòa án chấp nhận. Còn hiện nay phía luật sư đại diện cho Tiffany Lee thì lại nói rằng cái tên Adele này, Adela này, chỉ vì muốn cướp tiền của anh Green, là bởi vì y biết là anh này đang có tiền từ cái cuộc tranh chấp. Cho nên là, và quý vị cũng thấy cái tiền bạc thì đều tìm thấy ở nhà của Adela. Cho nên là phía Lee nói rằng công tố chỉ muốn tìm một người để mà ghép tội, cho nên là cả cái tên Adela cũng muốn đổ tội cho cô, chứ thực sự ra cô này không phải là giết người. Và hiện nay cái vụ này đang gây xôn xao là bởi vì cha mẹ của cô Tiffany Lee họ ở Trung Quốc, công dân Trung Quốc, nhưng mà họ cũng bỏ hết tất cả việc bay đến Hoa Kỳ này, và họ cho biết là họ đã thuê cả một đoàn luật sư lên đến gần 10 người, và họ quyết là sẽ chứng minh là cô này cổ vô tội, cũng như là họ muốn lấy quyền nuôi dưỡng hai đứa cháu gái. Thưa quý vị, wow, kinh khủng, giàu có đến như thế. Ông bố mẹ này bao nhiêu trăm triệu Mỹ Kim để cho con gái toàn quyền sống ở một cái khu biệt thự như thế. Nhưng mà phải khen Thảo Yên, tôi đọc mãi mà không thấy cái tin nào giống vậy hết. Mà đã vậy là Thảo Yên còn đi vào rất là các chi tiết nữa. Hay quá. Thưa quý vị, bên cạnh đó, ở tại Chicago, cái tin này buồn, cho nên chúng tôi nói cái chuyện mà làm từ thiện rồi lòng nhân ái đó, tin tức hàng ngày hiếm hoi vô cùng. Thỉnh thoảng chúng tôi mới có một cái tin cho thấy là có lập ra những cái phân khoa để mà nghiên cứu về lòng nhân để làm chúng ta bớt làm chuyện ác đi. Ở tại Chicago có thể nói hầu như mỗi một ngày là đều xảy ra những cái vụ bắn giết, mà đa phần là người gốc Phi Châu, những người ở đây họ dữ vô cùng. Tương tự như cái khu vực Hay Lâm ở bên New York, hoặc là ở dưới vùng Los Angeles vậy, Culver City vân vân ngày xưa. Bây giờ thì cái thành phần này bị đẩy đi rất nhiều trong cái nỗ lực mà ngăn chặn tội ác ở Los Angeles. Thế nhưng vẫn còn xảy ra. Nhưng mà riêng ở Chicago hầu như tuần nào cũng ít nhất là một ngày có một người chết. Có những cái tuần lễ mà quý vị có thể tưởng tượng cuối tuần đó là cả chục người bị bắn chết. Và đó là hình ảnh của bé gái mới 12 tuổi. Em ngồi trong nhà chơi với bố mẹ. Bé gái tên là Kentavia Blackfoot. Nhà của gia đình này ở ngoài Chicago, nhưng mà chúng cũng trong cái phạm vi Chicago thôi, giống như nhà ở Anaheim trong quận Cam vậy đó thưa quý vị. Thì gia đình đang ngồi chơi vào lúc 9 giờ tối thì bất ngờ ông ngoại đang ngồi ở ngoài, ngồi chơi hóng mát ở ngoài, thì có một chiếc xe chạy ngang và bọn chúng đã nổ súng hàng loạt nhắm vào cái nhà này. Wow. Thì có thể là người trong gia đình của em Blackfoot là có liên lạc với băng đảng, hay là bọn băng đảng bắn lộn nhà. Thì cái cuộc điều tra đó đang tiến hành, và đến ngày hôm nay thì cảnh sát chưa bắt được ai cả. Bởi vì những cái vụ mà giết người hàng loạt ở Chicago đó hầu như là cảnh sát bó tay luôn thưa quý vị. Bọn nó dữ lắm, và nó biết là
mà thường thường nó đi một chiếc xe nhiều đứa bắn thì không biết đứa nào bắn nữa. Và quý vị nhìn thấy cái cửa sổ nó bị đạn lạc, thì một viên đạn đã bay trúng vào người của em Black Four. Đến ngày thứ ba, lại là ngày sinh nhật của bé năm 12 tuổi, của bé Black Four. Thì đúng cái ngày đó em tắt thở trong bệnh viện, đúng vào ngày sinh nhật của em. Mà cuộc điều tra của cảnh sát bây giờ vẫn chưa tìm thấy, họ chỉ đưa ra số điện thoại và kêu gọi những ai biết được thì đóng góp, nhưng mà họ biết chắc là khó lòng lắm, bởi vì đây không phải là cái vụ đầu tiên mà thường xuyên xảy ra hầu như mỗi ngày ở Chicago. Chúng tôi tiếp tục phần tin tức ngày hôm nay ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.